Không, cái này nó hỗ trợ bạn bớt đau cái đấy thôi, bạn hiểu chưa? Nói chung Ừ. là cái bệnh của bạn tôi biết mà, cho nên là tôi biết rồi. Bạn thì mẹ để lâu quá bạn không chữa thì nó mới thế. Còn bạn nghe tôi, bạn ở đấy tầm tuần là bạn cuộc sống của bạn nó hiểu, tôi nói chứng triệu chứng ngay cho bạn, bạn nó sẽ đúng không? Đái ra máu đi, mẹ là sợ đái ra Đó, máu thật. lâu quá nó thế đấy. Thế Bạn nhưng mà ông hả? chưa bao giờ chưa mà ông biết kinh nghiệm ấy, ông biết Ý này, là ngày xưa lúc tôi cũng bị đấy. bạn cũng bị đái ra máu à? Không, tôi không bị như thế. Còn bảo là cái chỗ đấy là nó chuyên những cái đấy, bạn hiểu chưa? Ok bạn. Đấy. Thôi bạn, tôi live stream với bạn lúc một tí, tôi về bán hàng tí sao cho vợ đi siêu âm mày. Ở đấy thì nó mới đắt một tí thôi, bạn hiểu chưa? Đấy. Đắt mà nằm đây phòng hơn triệu một ngày. Ở đấy thì nó hơi đắt một tí, nhưng được cái là những cái bệnh viện kia nó không chuyên những dòng đấy đâu. Rồi. Bạn tầm 3 hôm là bạn ấy, con người bạn nó khác hẳn đấy. Bạn để cái bệnh đấy lâu rồi mẹ không chữa là nó mẹ gầy người luôn, vần bạn gầy người luôn. Tưởng hiểu không? Đâu anh em ơi, Khánh bị suy thận xong lại bị viêm ấy. Hết rồi. Ông à, Dạ. không nhà nào hết à? Không rất nhiều Sao bạn anh? không cần. Ở đây à? Đúng Vâng. nào đúng Vâng. không? Nghe giọng À, rất là chương trình. Ừ. Giường anh là giường nào? Mình thì ở Chương ngoài trình đường đấy. đặt cho các bạn. Đấy anh Anh em chưa nha, chụp anh em nào gì. đặt nước hoa đầu lâu Phantom anh em đặt lên em nhá. Vâng. Đấy, em đặt bây giờ nhá. Ok Thịnh Nguyễn nhá. Đầu lâu là 190k 2 chiếc đầu lâu này. Lưu hương trên da tầm 10 đến 12 tiếng, bán quần áo cả ngày luôn em nhá. Thật là do con Đấy, đầu mèo lâu mà. Phantom này thì là cái con nước hoa nó còn có 20 đơn cuối cùng thôi. Đấy là tôi nói thật với bạn như thế. Bạn cứ nghe tôi, một tuần là cuộc sống của bạn cảm giác mọi thứ sinh hoạt của bạn nó cải thiện hơn. Cái chính là các bạn này là anh em mình hay bị suy nghĩ nhiều. Đấy, sau đó là bạn hay bị tư tưởng, mà thứ hai nữa là bạn mẹ mày để nó lâu quá, hiểu không? Đâu, tôi để Đâu? hơn 5 tháng nó mới chạy lên Hôm thận này. qua bạn ấy tôi phát, tôi bảo đoán bệnh bạn ngay, hiểu không? Con mẹ áng nhục thật. Tức là như này, kể cho anh em. Đợt chơi cái con bé bên Hà Nội thì là chơi bị rách bao, thế là nó bị viêm quy đầu, xong nó viêm niệu đạo, xong lại để lâu quá nó bị viêm Đấy anh em nhá, viêm anh em hàm nào mà đặt dưới. nước hoa đầu lâu anh em dí toàn đi. Còn Để lâu quá có nó bị 20 viêm đơn đấy hàm nhá, dưới. 190k 2 chiếc free ship anh em nhá. Đấy còn nước hoa này Để thì lâu đúng thật quá sự anh viêm em nào mà dưới. mua hàng nhà Nguyễn Tùng Dương rồi thì anh em biết cái con này khách quen. Đấy không? Đấy 190k là 2 chiếc. Để lâu quá nó bị viêm hàm bi, xong là nó viêm viêm lên thận, viêm viêm lên thận này, bây giờ suy thận này. Tôi chơi tôi bị viêm từ trong Tết mà tôi cứ lười, tôi cứ đánh bóng tôi lười ấy. Ủ bệnh lâu quá, không bị da mủ nhá, chỉ da máu thôi. Không phải lậu, không phải lậu, không không bị lậu nha. Lậu khác nha. Lậu làm sao mà để được 6 tháng anh em? Bị suốt từ trong năm trong Tết mà. Chơi con ấy suốt từ tháng 11 mà. Chơi suốt từ trong Tết tháng 11 mà. Không phải lậu, tức là bị viêm xong nó viêm nó lây vào trong ấy. Anh em có hiểu không? Viêm nhiễm xong là để lâu quá nó lây vào trong sâu vào trong này. Bạn là bạn một phần là cũng như thế, bạn một phần là bạn bị nóng trong. Để lâu Cái nguy hiểm mà. có uống nước lọc vào. Tức là như này, ban đầu là như này, ban đầu chỉ là viêm quy đầu, viêm niệu đạo thôi. Xong là dần dần là nó bị viêm vào tinh hoàn, xong dần dần nó chạy đến thận, nó chạy đến bàng quang, hiểu chưa? Nó chạy loạn lên nó phá lung tung, vi khuẩn nó phá lung tung mà. Cái này là Chứ dần. bạn mẹ bạn mà khôn ra là bạn phải đi sớm. Lúc Ừ, đầu là nó biết. chạy chạy lúc đầu nhá, bạn bây giờ là bạn bị chạy hạch rồi. Ừ, chạy hạch sưng lên như như sưng như quả trứng gà mà. Tức Để là 6 tháng liền cũng mình nì thật. Để là gần 6 tháng liền. Tôi để suốt từ đợt mà tôi ở bên anh này, tôi để suốt đợt tôi bên nhà anh Tuấn Anh Trọng bên Hà Nội ấy. Suốt từ năm ngoái ấy, bên chị Phương ấy. Để suốt từ đấy mà bây giờ tận tháng 5 giữa năm mẹ rồi, tháng 5 rồi, để suốt từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ. cho nên là nghe tôi nằm đấy thời gian nó Nó hơi hỗ chịu, trợ nó hơi tốn một tí thôi, nhưng mà được cái là nó đỡ, bạn hiểu không? đi tiểu ra máu luôn như bút cái gì nữa anh em. Ngày xưa triệu chứng ban đầu nó chỉ là rát và nóng và đĩa đáy rát thôi. Ngày xưa chỉ là tiểu rát tiểu nóng và đáy rát và ấy, nhưng bây giờ là không buốt mà nó đáy ra máu luôn. Còn mẹ mày bây giờ cứ rau sạch thôi bạn ạ. Mua rồi em ra vào quyết nha. Không, Cứ cái con đấy tôi chơi này, nghe này. Con đấy tôi Ok chơi nó đấy là bạn rau ạ sạch đi. nhưng con đấy tôi chơi nó là rau sạch nhưng mà do tôi chơi mạnh quá nó bị rách bao quy đầu của tôi ra ấy.
nó bị rách ra thì nó chạy bị viêm. Bây giờ xuống đây nó cắt cho đây mất có mấy trăm nghìn thôi. Thôi rồi, không nói nữa, nó supply đấy. Thôi rồi, biết rồi. Lê Hiếu ơi, em ơi. Thôi bạn livestream tôi về tôi bán hàng tí thôi, xong tôi cho vợ đi siêu âm đây. Tối anh em nói chuyện. Ok. Ok bạn.